Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài thơ An bình cho trần thế. Bạn hỏi tôi một điều gì cần nhất? Xin thưa ngay, tôi cần nhất bình an. Sự bình an trên nền tảng thiên đàng. Giê-xu Christ, vua bình an vĩnh cửu. Bạn hỏi tôi thế làm sao cho đủ? Khi cuộc đời đang có lắm cần nhu, nặng trĩu đôi vai nặng gánh thiên thu, mọi mong đợi nay trở thành ảo tưởng. Nào ai biết điều con người được hưởng, mọi ơn thiên phước mới có từ lâu, sẵn dành ban trong ân sủng nhiệm màu, trước vũ trụ cùng muôn loài tạo dựng. Nhưng tiếc thay vì con người bất xứng, phản nghịch ngài chẳng vân giữ giới răn, trái cấm kia ngươi không được phép ăn, khi vi phạm chắc chắn rằng sẽ chết. Kể từ đó bao khổ đau rên xiết, nữ sinh con, nam làm lụng nhọc nhằn, dầu đời người sống không được bao năm, rồi phải chết để chờ ngày phán xét. Được ví sánh như một đàn chim én, hy vọng tràn dâng chào đón mùa xuân, vì hôm nay Thiên Chúa đã giáng trần, mang hạnh phúc bình an cho trần thế. Này bạn hỡi, xin hãy đừng bê trễ, mở lòng ra tiếp nhận Chúa hôm nay. Tội thứ tha làm con Chúa từ rầy, tâm an tịnh sống cuộc đời sung mãn. Dầu đối diện với khổ đau hoạn nạn, lời Chúa khuyên con hãy cứ vững lòng, hãy trung kiên cho cuộc chạy được xong. Sẽ nhận lãnh mão triều thiên vinh hiển, được cứu bởi đức tin nhờ ân điển. Ân điển diệu kỳ đã đủ cho tôi, lòng bình an không phiền muộn bồi hồi. Chúa trở lại đón tôi về nhà Chúa. Vua bình an đã đến trong trần thế, đấng thần nhân ban ân cứu từ trời. Tin nhận ngài hồn linh được thảnh thơi, hưởng sự sống đời đời nơi thiên quốc. Lê Huyền thơ Anh.